được thông trong yêu thương và đồng trách nhiệm. Đoàn ta luôn chung vai trên đường thăng tiến, trong yêu thương đi gieo tình người, đồng trách nhiệm xây dựng thế giới, mang trong tim niềm yêu đời cùng hướng tới nước trời đẹp tươi. Thưa anh chị em, xin được trình bày đề tài công tác trợ úy dòng Phan Sinh Tại Thế và một số nét đặc thù của dòng Phan Sinh Tại Thế. Bài gồm hai phần. Phần thứ nhất là công tác trợ úy dòng Phan Sinh Tại Thế và phần thứ hai là một số nét đặc thù của dòng Phan Sinh Tại Thế. Bây giờ chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là công tác trợ úy dòng Phan Sinh Tại Thế. Thưa các anh chị, trong Tổng Hiến chương dòng Phan Sinh Tại Thế, điều thứ nhất, khoản 4, ghi lại rất rõ. Vì thuộc cùng một gia đình thiêng liêng, dòng Phan Sinh Tại Thế đã được Tòa Thánh giao cho dòng nhất Phan Sinh và dòng ba tại viện chăm sóc mục vụ và trợ giúp tinh thần. Ở đây, điều đáng chú ý đối với chúng ta đó là công việc dòng nhất Phan Sinh và dòng ba tại viện chăm sóc mục vụ cho dòng Phan Sinh Tại Thế. Đó là một trách nhiệm mà Tòa Thánh đã trao phó, được ghi lại trong Tổng Hiến chương. Điều 1, khoản 4. Khi nói đến trách nhiệm, thì điều đó có nghĩa là không phải dòng nhất Phan Sinh hay dòng ba tại viện. Muốn thì thực thi, không muốn thì thôi. Nhưng ngược lại, đó là một trách nhiệm phải thực thi. Cũng từ điều đó cho chúng ta ghi nhận thêm, đó là việc trợ úy này, chăm sóc mục vụ và tinh thần này, Tòa Thánh đã trao phó cho dòng nhất Phan Sinh và dòng ba tại viện. Cho nên các anh chị Phan Sinh Tại Thế không có tự ý mình đi tìm từ một nơi khác nào, nơi một dòng tu nào hay là phẩm trạch nào khác để lo công tác trợ úy cho dòng Phan Sinh Tại Thế. Nói tóm lại, công tác trợ úy cho dòng Phan Sinh Tại Thế, Tòa Thánh đã trao cái trách nhiệm này cho dòng nhất Phan Sinh và dòng ba tại viện. Một mặt thì vì là trách nhiệm cho nên không phải thì thích hay muốn thì mới làm, nhưng nó là trách nhiệm buộc phải làm. Và chúng ta cũng được nhắc lại một lần nữa, đó là cái trách nhiệm của dòng nhất Phan Sinh và dòng ba tại viện. Cho nên các anh chị Phan Sinh Tại Thế không phải muốn thì tôi nhận, mà không muốn tôi không nhận, hay là tôi tự động đi tìm một cái nơi nào khác thế cho dòng nhất Phan Sinh, dòng ba tại viện chăm sóc mục vụ và trợ giúp tinh thần. Điểm tiếp theo chúng ta trao đổi với nhau đó là vị trợ úy dòng Phan Sinh Tại Thế là ai và vị trợ úy có những nhiệm vụ chính yếu nào? Vị trợ úy là ai? Trong Tổng Hiến chương, điều 1 khoản 4 mà chúng ta mới nói trên đây, nhắc cho chúng ta biết vị trợ úy phải là một tu sĩ Phan Sinh thuộc dòng nhất hoặc dòng ba tại viện. Ở những trường hợp không có dòng nhất và dòng ba tại viện hiện diện để lo công tác mục vụ trợ úy, thì vị bề trên thượng cấp sẽ lo liệu một cách nào đó, có thể nhờ các tu sĩ thuộc gia đình Phan Sinh, hoặc là nếu không có thì tính đến những cái phương cách phù hợp để lo công tác trợ úy cho dòng Phan Sinh Tại Thế. Nhưng một điều đặc biệt, cái điểm đặc biệt mà chúng ta cần lưu ý ở đây, một vị trợ úy khi trở thành trợ úy chỉ khi được bề trên thượng cấp của mình bổ nhiệm, như Tổng Hiến chương điều 89 khoản 2 đến 3 nhắc chúng ta. Ví dụ ở Việt Nam chúng ta, bề trên thượng cấp đó là cha giám tỉnh dòng của tỉnh dòng Francisco Việt Nam. Điều này cũng cho chúng ta hiểu một điều, đó là cho dẫu một tu sĩ Phan Sinh dòng nhất
hay dòng ba tại viện có giúp anh chị em thanh sinh tại thế chúng ta nhiều đến mấy đi nữa mà không có sự bổ nhiệm của bề trên thượng cấp thì lúc đó vẫn chưa phải là vị trợ úy của huynh đệ đoàn thanh sinh các cấp. Và một khi đã được bổ nhiệm thì vị trợ úy tức khắc trở thành một thành viên đương nhiên của hội đồng. Và khi đã trở thành một thành viên của hội đồng thì có quyền phát biểu ý kiến, quyền biểu quyết trong cái hội đồng mà nơi ngài trợ giúp như Tổng Hiến chương điều 90 khoản 1 nói cho chúng ta biết. Điều này chúng ta cần lưu ý một điều, đó là ngài có toàn quyền, nhưng theo Hiến chương điều 90 khoản 1 nhắc đó là về vấn đề tài chính thì ngài không có cái quyền biểu quyết. Cũng như quy chế trợ úy điều 12 khoản 3 quy định là vị trợ úy không có quyền biểu quyết trong vấn đề nhân sự. Có thể nói tóm lại, vị trợ úy tinh thần đó là một tu sĩ phan sinh thuộc dòng nhất hoặc dòng ba tại viện theo như Hiến chương điều 1 khoản 4. Rất là cần thiết đó là vị tu sĩ ấy phải được bề trên thượng cấp của mình bổ nhiệm theo như yêu cầu của Hiến chương điều 89 khoản 2 đến 3. Và một khi đã được bổ nhiệm rồi thì tức khắc vị trợ úy đó trở thành một thành viên đương nhiên có quyền biểu quyết trong cái hội đồng mà nơi ngài trợ giúp theo như Tổng Hiến chương điều 49 khoản 1. Và trong khi trợ giúp như vậy, vị trợ úy có quyền phát biểu, quyền biểu quyết trong các vấn đề. Do vậy, Hiến chương điều 90 khoản 1 nhắc đó là vấn đề tài chính, trợ úy không có biểu quyết. Cũng như quy chế trợ úy điều 12 khoản 3 quy định trợ úy không có quyền biểu quyết trong vấn đề nhân sự. Điểm tiếp theo chúng ta cùng trao đổi đó là nhiệm vụ chính yếu của vị trợ úy. Nhiệm vụ chính yếu của vị trợ úy đó là truyền đạt linh đạo phân sinh. Đó là trợ giúp vào việc huấn luyện khởi đầu và thường xuyên. Và tiếp theo đó là làm chứng cho linh đạo phân sinh. Và sau cùng đó là làm mối dây hiệp thông giữa dòng nhất phân sinh và dòng ba tại viện với dòng phân sinh tại thế. Có thể nói nhiệm vụ chính yếu của vị trợ úy được diễn đạt qua bốn điều sau đây. Thứ nhất, đó là truyền đạt linh đạo phân sinh. Thứ hai, đó là cộng tác, trợ giúp việc huấn luyện khởi đầu cũng như thường xuyên cho anh chị em phân sinh tại thế. Và thứ ba, đó là làm chứng, chứng nhân cho linh đạo phân sinh. Và thứ tư, đó là mối dây hiệp thông giữa dòng nhất phân sinh, dòng ba tại viện với dòng phân sinh tại thế. Chúng ta cần lưu ý, nhiệm vụ chính yếu của vị trợ úy thứ nhất đó là truyền đạt linh đạo phân sinh. Có thể vị trợ úy không có khả năng về một số cái lĩnh vực nào đó mà anh chị em chờ đợi. Nhưng có một điều mà vị trợ úy nhất thiết cần phải trang bị cho mình, đó là về linh đạo phân sinh. Truyền đạt linh đạo phân sinh là bổn phận chính yếu. Và như vậy truyền đạt qua phương tiện bài chia sẻ, tài liệu, nhưng nhất là qua cái cách tương tác, cái cách sống của vị trợ úy là một cách nào đó đã truyền đạt linh đạo phân sinh. Nhiệm vụ thứ hai vị trợ úy đó là cộng tác, trợ giúp việc huấn luyện khởi đầu và huấn luyện thường xuyên cho anh chị em phân sinh tại thế. Vị trợ úy trợ giúp cộng tác chứ không phải là làm thay cho anh chị em thân sinh tại thế. Và cái nhiệm vụ thứ ba đó là làm chứng nhân cho linh đạo phân sinh. Điều này được thể hiện khi trong khi thực thi vai trò trợ úy trong cái tương tác với anh chị em phân sinh tại thế, thì từ những cái phát biểu, những cái ứng xử, nhìn nhận vấn đề, tất cả đều cho thấy vị trợ úy nối kết về linh đạo phân sinh. Và có thể là các vấn đề nó người ta nhìn như thế nào, nhưng đối với vị trợ úy cái nhìn phải là nhìn dưới góc độ
dưới phương diện đó là linh đạo thánh sinh. Và sau cùng cái nhiệm vụ thứ tư đó là mối dây hiệp thông giữa dòng nhất phan sinh và dòng ba tài viện với dòng phan sinh tại thế. Bây giờ chúng ta cùng trao đổi một số nét đặc thù của dòng phân sinh thể thế. Nét đặc trưng đầu tiên đó là trong cơ cấu đầy đủ của dòng phân sinh thể thế luôn luôn có ba thành phần. Thành phần thứ nhất, thành phần chính yếu đó là dòng phân sinh thể thế. Thành phần thứ hai đó là một đại diện của giới trẻ. Và thành phần thứ ba đó là vị trợ úy, có thể là tu sĩ dòng nhất phan sinh hoặc dòng ba tại viện. Chúng ta tìm thấy ở trong Tổng Hiến Chương điều 49 khoản 1 hoặc là Quy chiếu về nội quy quốc gia điều 3 15 21 nói đến cái cơ cấu đầy đủ của dòng phan sinh tại thế của chúng ta luôn luôn có ba thành phần. Thành phần thứ nhất đó là phục vụ, phó phục vụ, thư ký, thủ quỹ, phụ trách huấn luyện, và tùy theo nhu cầu của mỗi hội đồng có thể bầu thêm những trách vụ khác. Ở đây chúng ta thấy cái thành phần thứ nhất rất là đông, thành phần chủ yếu của cái cơ cấu đó là phân sinh tại thế. Rồi thành phần thứ hai đó là một đại diện của giới trẻ phân sinh do hội đồng của các em chỉ định thì sẽ trở thành một thành viên của hội đồng phan sinh tại thế cung cấp. Theo như Tổng Hiến Chương điều 97 khoản 4 hoặc là Quy chiếu về nội quy quốc gia điều 3, 15, 21 thì chúng ta thấy đó là một đại diện của giới trẻ phan sinh có quyền phát biểu, nhưng để có quyền biểu quyết thì giới trẻ phan sinh đó phải là đồng thời cũng là một người phan sinh tại thế trẻ và đã khấn trọn. Cái thành phần thứ ba trong cái cơ cấu đó là dòng nhất phan sinh hoặc dòng ba tại viện. Thì Tổng Hiến Chương điều 49 khoản 1 cũng như là nội quy quốc gia điều 3, 15, 21 nhắc cho chúng ta biết đó là thành phần thứ ba đó là vị trợ úy tinh thần của huấn đệ đoàn, là một thành viên đương nhiên của hội đồng. Nói tóm lại, trong cơ cấu đầy đủ của dòng phân sinh tại thế luôn luôn có ba thành phần. Thành phần thứ nhất chủ yếu của cơ cấu này đó là dòng phân sinh tại thế. Thành phần thứ hai đó là một đại diện của giới trẻ phân sinh và do các em chỉ định. Và cái thành phần thứ ba đó là dòng nhất phân sinh hoặc dòng ba tại viện được bề trên thượng cấp bổ nhiệm. Bây giờ chúng ta trao đổi tiếp nét đặc thù thứ hai. Đó là ngoài tu nghị thì ở các cấp cái quyền quyết định cao nhất thuộc về ai? Xin được nhắc lại là ngoài tu nghị. Thì câu hỏi đặt ra đó là cái quyền quyết định cao nhất thuộc về ai? Nếu chúng ta đối chiếu với luật 21 và Tổng Hiến Chương điều 31, chúng ta sẽ tìm thấy hướng dẫn như thế này. Ở các cấp khác nhau, mỗi huynh đệ đoàn đều được linh hoạt và hướng dẫn bởi một hội đồng và một anh hoặc chị phục vụ.
Ở đây chúng ta thấy hội đồng được đặt lên trước, mang tính quyết định. Và chúng ta sẽ thấy rõ hơn khi đối chiếu với Tổng Hiến Chương điều 51 khoản 1, điều 63 khoản 1, điều 67 khoản 1, điều 74 khoản 1. Đó là gì? Chúng ta được nhắc, đó là Hiến Chương nhắc cho chúng ta, đó là anh hoặc chị phục vụ là người chịu trách nhiệm đầu tiên lo cho các đường hướng và các quyết định của hội đồng được thi hành và thông báo cho hội đồng biết những hoạt động của mình. Chúng ta cùng dừng lại ở những cái điểm này trong Tổng Hiến Chương, đó là điều 51 khoản 1, điều 63 khoản 1, điều 67 khoản 1, điều 74 khoản 1. Nó cho chúng ta biết là cái quyết định đó là cái quyết định, cái đường hướng và cái quyết định đó là của cả hội đồng. Còn phục vụ là người thúc đẩy cái quyết định của hội đồng được thực hiện. Phục vụ là cái người có cái trách nhiệm đầu tiên thúc đẩy lo sao cho cái đường hướng và quyết định của hội đồng được thi hành. Và Hiến Chương còn nhắc cho chúng ta một điều, đó là phục vụ làm những công việc đó rồi nhưng mà còn phải thông báo cho hội đồng biết những cái hoạt động của mình. Một lần nữa ở đây chúng ta được nhắc, cái ngoài tu nghị thì cái quyền quyết định cao nhất đó là hội đồng, không phải là phục vụ, không phải là trợ úy, mà là hội đồng. Phục vụ là cái người mà lo sao cho cái đường hướng quyết định của hội đồng đã có rồi được thực hiện. Bây giờ chúng ta tiếp theo một cái nét đặc thù thứ ba của dòng phan sinh tại thế, đó là quyền triệu tập, chủ tọa và điều khiển các buổi sinh hoạt trong huynh đệ đoàn và họp hội đồng thuộc về ai? Có lẽ hôm nay khi chúng ta đọc lại Hiến Chương, những điều khoản sau đây chúng ta sẽ ý thức rõ hơn các quyền đó thuộc về ai. Khi đối chiếu với Tổng Hiến Chương điều 51 khoản 2A, điều 63 khoản 2A, điều 67 khoản 2A, điều 74 khoản 2A, chúng ta thấy cái quyền triệu tập, chủ tọa và điều khiển các buổi sinh hoạt, huynh đệ đoàn và họp hội đồng đó là do phục vụ của huynh đệ đoàn. Hiến Chương nói cho chúng ta biết anh hoặc chị phục vụ có trách nhiệm triệu tập, chủ tọa và điều khiển các phiên họp của hội đồng, các buổi sinh hoạt của huynh đệ đoàn. Giờ đây chúng ta tiếp tục trao đổi với nhau về nét đặc thù thứ tư, đó là ba đặc tính của dòng phân sinh tài thế. Đặc tính thứ nhất đó là tính tài thế. Đặc tính thứ hai đó là tính thống nhất. Và đặc tính thứ ba đó là tính tự quản. Tính tài thế nói cho chúng ta biết điều gì? Bản luật dòng và Tổng Hiến Chương được soạn thảo với mục đích đem lại cho dòng phân sinh tài thế một sự hiện diện có ý nghĩa hơn trong hội thánh và trong xã hội. Hiến Chương nhắc chúng ta một điều, đó là ơn gọi và sứ mạng của dòng phan sinh tại thế là sống phúc âm giữa đời theo tinh thần của Thánh Francisco Assisi. Vì sống phúc âm giữa đời nên không có tu phục, dẫu là một dòng tu.
ta thử trả lời một câu hỏi như thế này. Phân sinh tại thế của chúng ta là một dòng tu. Anh chị em có lời khấn. Như vậy thì chúng ta là tu sĩ hay là giáo dân? Chúng ta là tu sĩ hay là giáo dân? Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời ngay trong lời khấn của chúng ta. Chúng ta cùng lặp lại lời khấn như thế này. Tôi tên là Phêrô Nguyễn Văn A chẳng hạn. Lời khấn được tiếp tục như thế này. Nhờ ơn Chúa ban, tôi xin lặp lại những lời đã hứa với Chúa khi chịu phép rửa tội và xin hiến mình phục vụ nước Chúa. Qua đó, tôi tuyên khấn sống phúc âm của Chúa Giêsu Kitô trong dòng phan sinh tại thế ở bậc giáo dân trong thời hạn một năm hoặc là suốt đời tôi bằng việc tuân giữ luật dòng. Thì đến đây chúng ta thấy được đó là ngay trong lời khấn của chúng ta khấn không phải là tu sĩ mà là chúng ta khấn đó là khấn trong dòng phan sinh tại thế ở bậc giáo dân bằng cách tuân giữ luật dòng. Đó, chúng ta khấn ở bậc giáo dân. Cho nên dòng chúng ta là một dòng. Anh chị em phân sinh tại thế của chúng ta là một dòng. Rồi chúng ta có lời khấn. Nhưng mà qua cái lời khấn của chúng ta thì chúng ta khấn ở bậc giáo dân. Cho nên chúng ta không phải là tu sĩ. Đặc tính thứ hai đó là tính thống nhất. Tính thống nhất của dòng phân sinh tại thế đó là những từ của bản luật dòng mô tả dòng phân sinh tại thế như là một cái sự hiệp thông hữu cơ nối liền tất cả các huynh đệ đoàn rải rác trên khắp thế giới. Chương trình hiệp nhất của dòng phân sinh tại thế đã được thực hiện qua sự thống nhất các cơ cấu và trải qua việc liên kết các vị trợ úy từ các cấp, cấp miền, cấp quốc gia, cấp quốc tế, có một cái tính thống nhất. Rồi ngay cả trong điều hành thì tất cả các cấp đều điều hành giống nhau cùng tiến bước. Đó là tất cả các cấp được điều hành bởi một hội đồng và anh hoặc chị phục vụ. Điều này chúng ta càng để ý hơn khi ngay từ ban đầu bản luật do Đức Giáo Hoàng Phaolô đề lục là một sự thúc đẩy mạnh mẽ để củng cố sự thống nhất. Bản luật hiện thời nói đến chúng ta chỉ có một luật, chúng ta chỉ có một tổng hiến chương, chúng ta chỉ có một hội đồng quốc tế duy nhất, chúng ta chỉ có một tổng phục vụ và chúng ta chỉ có một cơ cấu duy nhất. Đó là cái tính thống nhất của dòng phân sinh tại thế. Cái đặc điểm thứ ba đó là tính tự quản hay tính tự trị. Theo quy định của luật dòng và của tổng hiến chương thì dòng phân sinh tại thế tự trị vì là một dòng tu. Luật dòng nói đến là ở tất cả các cấp mỗi huynh đệ đoàn đều do một hội đồng và một anh hoặc chị phục vụ linh hoạt và hướng dẫn huynh đệ đoàn mình. Tính tự trị cùng với tính thống nhất và tài thế đã làm nên một thực thể duy nhất. Điều đáng chú ý ở đây là không thể có một dòng phan sinh tại thế hoàn toàn tự trị nếu không thống nhất. Và cũng không thể có một dòng phan sinh tại thế thực sự ở giữa đời, tại thế nếu lệ thuộc vào các tu sĩ, các trợ úy. Không thể có thống nhất nếu không có tự trị. Và đặc biệt là tính tự trị đòi buộc dòng phan sinh tại thế ở tất cả các cấp phải có những người lãnh đạo là giáo dân có khả năng để đảm nhận đầy đủ các cái trách vụ linh hoạt và hướng dẫn huynh đệ đoàn mình. Và tính tự trị cũng đòi hỏi, đòi buộc là dòng phải có một cái cơ cấu độc lập, có văn phòng trung ương riêng và có khả năng tự tài trợ, nghĩa là có cái khả năng độc lập về tài chính. Nói cách khác là có khả năng thực hiện các cái chương trình của mình mà không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của một tổ chức hay một cá nhân nào khác.
nhiệm. Đoàn ta luôn chung vai trên đường thăng tiến, trong yêu thương đi gieo tình người, đồng trách nhiệm xây dựng thế giới, mang trong tim niềm yêu đời cùng hướng tới nước trời đẹp tươi. Đến đặc thù tiếp theo, đó là việc thành lập huynh đệ đoàn các cấp. Việc thành lập huynh đệ đoàn địa phương theo như Tổng Hiến chương điều 46 khoản 1 và luật 22, thì việc thiết lập huynh đệ đoàn địa phương theo giáo luật thuộc thẩm quyền của bề trên tu sĩ thượng cấp, căn cứ vào cái lời thỉnh cầu của các anh chị em liên hệ. Nhưng trước hết phải xin ý kiến và sự hợp tác của các hội đồng cấp cao hơn mà huynh đệ đoàn mới sẽ có quan hệ chiếu theo nội quy quốc gia. Ví dụ, ở Việt Nam chúng ta, việc thiết lập huynh đệ đoàn địa phương, đó là thẩm quyền của bề trên thượng cấp, đó chính là cha giám tỉnh. Rồi việc thiết lập huynh đệ đoàn miền thuộc thẩm quyền của huynh đệ đoàn quốc gia chiếu theo hiến chương và nội quy quốc gia, hội đồng quốc gia sẽ thông báo cho bề trên tu sĩ có thẩm quyền để xin trợ giúp. Nói cụ thể đó là xin trợ úy. Về thiết lập huynh đệ đoàn quốc gia, đoàn chủ tịch hội đồng quốc tế của dòng Phan Sinh Tại Thế có thẩm quyền thiết lập những huynh đệ đoàn quốc gia mới theo yêu cầu của những hội đồng huynh đệ đoàn liên hệ. Và sau khi đã đối thoại với họ, đoàn chủ tịch sẽ thông báo cho các bề trên tu sĩ có thẩm quyền và xin trợ giúp tinh thần, xin trợ úy. Đó là quy định của Tổng Hiến chương điều 65. Nét đặc thù tiếp theo đó là việc bầu cử. Trong các dòng tu thông thường thì việc bầu cử, người có quyền bầu cử phải là khấn trọn. Tuy nhiên, đối với dòng Phan Sinh Tại Thế thì chúng ta thấy đây là một nét rất là đặc thù. Đó là gì? Tất cả các cái chức vụ trong huynh đệ đoàn đều được phải trao phó qua bầu cử. Đối với anh chị em đã khấn trọn thì có quyền bầu cử, nghĩa là người cầm lá phiếu để quyết định, và còn thêm cái quyền đắc cử, tức là giữ các chức vụ. Trong khi đó thì khách tạm có quyền bầu cử mà thôi, nghĩa là có quyền cầm lá phiếu chứ không có quyền đắc cử giữ một chức vụ nào. Còn lại các anh chị em ở giai đoạn tìm hiểu nhập gia thì không được các cái quyền nói trên, đó là cái quyền bầu cử hay quyền ứng cử. Một nét đặc thù tiếp theo đó là việc nhận lời khấn của anh chị em Phan Sinh Tại Thế. Thì chúng ta biết đó là theo như Tổng Hiến chương điều 42 khoản 3, nhân dân hội thánh và hội dòng Phan Sinh Tại Thế, anh hoặc chị phục vụ huynh đệ đoàn địa phương, xin được nhắc lại đó là anh hoặc chị phục vụ huynh đệ đoàn địa phương, nhận lời khấn dấn thân của anh chị em mình qua nghi lễ diễn tiến theo những gì sách nghi thức hướng dẫn. Xin được nhắc lại một lần nữa, đó là việc nhận lời khấn của anh chị em Phan Sinh Tại Thế mình là do phục vụ của huynh đệ đoàn địa phương chứ không phải là của cấp cao hơn. Thưa các anh chị, vừa rồi chúng ta đã trao đổi với nhau về công tác trợ úy với một số nét rất là cụ thể nhưng rất là xúc tích và rất là giới hạn. Cũng như là chúng ta cũng nêu lên một số cái nét đặc thù
của dòng phan sinh tại thế. Ở đây chúng ta chỉ mới nêu lên một số nét thôi. Và để đào sâu, chúng ta cùng nhau trao đổi một số câu hỏi như thế này. Chúng ta cùng nhau thảo luận câu hỏi thứ nhất. Anh chị em có những nhận định nào về việc anh chị em phan sinh tại thế Việt Nam chúng ta sống những nét đặc thù của phan sinh tại thế mình? Câu hỏi thứ hai, anh chị em phan sinh tại thế Việt Nam chúng ta cần làm gì để sống nét đặc thù của phan sinh tại thế rõ nét hơn? Hiệp thông trong yêu thương và đồng trách nhiệm.